Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây em ơi. Và như tất cả mọi người đang nhìn thấy ở sau lưng của mình nè, xin giới thiệu tất cả mọi người, đây chính là những thành viên của Hero Team nhưng ở trong phiên bản em bé. Dễ thương chưa? À, và tôi cũng là em bé nha mọi người nha. Đó, đáng yêu chưa, đáng yêu chưa? Và hôm nay, tại sao tất cả thành viên của Hero Team đã biến thành em bé bạn biết không? Là bởi vì hôm nay bọn mình muốn gọi là quay trở về tuổi thơ, bọn mình muốn trở lại thành em bé mọi người hiểu không? Đó, làm người lớn khổ lắm mấy bạn ơi. Phải gọi là đi làm kiếm tiền nè, rồi sau đó gọi là gì ta, lo lắng cho cuộc sống này đầy đủ thứ, mệt lắm. Cho những bạn nào mà bây giờ vẫn còn nhỏ thì bạn hãy nhớ là hãy biết nghe lời ba mẹ nghe chưa? Bởi vì á, không có gì quý giá bằng tuổi thơ đâu bạn ơi. Bây giờ bọn mình á, lúc mà còn nhỏ bọn mình ước mơ được lớn lên, nhưng khi lớn lên rồi bọn mình lại ước mơ được nhỏ lại bạn ơi, tại vì làm người lớn khổ lắm. Ông nội đạo lý gì tuổi trẻ vô tiền gì nhiều dữ vậy trời ơi, mình chơi em bé, nói chung là mình chơi hôm nay làm ông đạo lý hả Phong? Hôm nay mình phải nói đạo lý cho các bạn fan nghe chứ. Ok, hôm nay nè, hôm nay nữa bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái trò chơi mini game, đó chính là trò chơi nhảy từ trên độ cao 1000 block nha các bạn nha. Nghe hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Nhảy từ vô đế không đủ lắm tao đuổi mày nè. Hả vậy? Nhảy từ vô đế không đủ ngàn lắm tao quánh mày nè con. Ok, thế nào ông vô ông đếm tôi đủ ngàn block cho tôi nha. Ok rồi, vô nào. Thì trước khi vào video này nè, các bạn đừng quên hãy để tôi một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của anh Mr. Vịt, Siro, Kyron, Mimi, Camui để đăng ký hộ cho tất cả mọi người nha anh em. Còn Simmy với Sammy thì hôm nay không có trong video này, cho nên là mình quyết định là các bạn đăng ký. Đừng đăng ký cho mấy người đó. Ok, khỏi đăng ký cho hai bạn đó đi. Ok rồi, ok vô nha mọi người nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào video nào. Let's go. Let's go. Let's go. Rồi ok bạn ơi, chúng ta cùng nhau đến với màn chơi đầu tiên nha các bạn nha. Thì như các bạn đang nhìn thấy bên dưới kìa. Đó, ở bên dưới bạn có thể thấy là một gọi là một cái hố rất là sâu luôn. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải nhảy xuống bên dưới và tìm ra được gọi là cái chỗ nào nó có cái hồ nước á các bạn. Đấy. Và sau đó là xuống cái hồ nước đó xong thì chúng ta sẽ qua màn tiếp theo nha, để coi coi ai sẽ là người gọi là chiến thắng nha các bạn nha. Đây, rồi bây giờ mọi người đứng vô trong đây, tôi bấm nút nha. Đứng rồi. Rồi, mọi người đứng vô cái hố đi mọi người. Đứng rồi. Ok, đứng vô hết rồi. Giờ tôi bấm nút nha. Bấm nha. Nè, bấm nút nè. Bấm nút tít. Ok, chuẩn bị nè. Rơi xuống. Ui, đây. Ui rồi. Yes. Tôi thấy nước kìa bạn ơi. Tôi thấy nước rồi. Yes. Đây, nước. Nước là ở chỗ này nè, chị ơi, cho em đứng đây. Đứng bên đây nè. Bên đây nè, thấy em không? Trời ơi, mọi người đang rơi xuống kìa. Ai chạy đâu vậy? Cái gì? Cái chỗ màu tím đó là nước mà. Trời ơi, nước đây nè. Nước nằm bên dưới đây nè ông nội, cái màu tím đó đâu phải nước đâu, nước nào màu tím. Bụp. Điện. Ok, qua màn tiếp theo nào, Click vô, qua màn tiếp theo mọi người ơi, click vô. Rồi ok, đến màn tiếp theo nữa bạn ơi. Màn tiếp theo thì có màu đỏ của Kyron nha các bạn nha. Cái màu này nhìn sợ quá ta. Rồi màu này nhìn sợ quá. Để Kyron đi chơi. Ơi, tôi thấy cái hồ nước bên kia, cái này dễ nha, cái này dễ ẹt à. Ok. Kyron. Cái gì vậy? Rồi xong chết queo luôn. Ok. Vô, tất cả mọi người vô hết, không có một mình ai hết. Ok, rồi bấm nút nha, chuẩn bị nè. 3 2 1. Rơi xuống. Rồi xong. Tôi chết queo rồi mọi người ơi. Tôi chết queo rồi. Ủa cái gì? Ở bên dưới có quái vật luôn hả mọi người? Cái gì ghê vậy? Quái vật mọi người ơi, bên dưới có quái vật. Ok, rơi xuống lại nè. Ui! Yeah! Tùm, ok, tôi qua được rồi. Tôi đi tiếp. Ok, nhảy xuống. À, cái hồ nước bên kia. Ê, ai đẩy tôi xuống vậy? Quái vật. Trời ơi, mấy người này chơi ăn gian các bạn ơi, tiện đẩy mình xuống bạn ơi, chơi kỳ trời. Ủa mọi người ơi, rốt cuộc mọi người xuống dưới đó xong chưa vậy? Tôi tới lượt tôi xuống nè. Trời ơi, từ nãy tôi té mấy lần. Xuống hết rồi. Ok, tôi xuống đây. Bụp. Ok, qua được rồi. Tiếp. Nhảy tiếp. Ui, phù thủy tấn công tôi các bạn ơi. No, tôi bị phù thủy tấn công rồi. Tại sao phù thủy có thể ác độc vậy, tấn công một đứa bé gọi là dễ thương cho tôi chứ? Rồi xong chết queo luôn. Trời ơi. Gì phù thủy? Tôi là phù thủy mạnh nhất. Ui rồi. Ở đây nhanh lắm nha, đi cẩn thận ở đây nhanh lắm á. Tôi nhảy xuống lava luôn rồi. Trời ơi trời. Ở tính ra làm em bé nhảy bắt cua khó ghê luôn á mọi người. Ok.
Trời ơi, làm em bé bắt cua khó quá mọi người ơi. Ủa nhưng mà tôi làm được nè, ghê không, ghê không? Đó, qua rồi, qua rồi. Ủa, ai qua level 3 luôn rồi, ghê vậy? Tôi nè, ok mọi người qua đi, mọi người qua đi. Trời ơi. Ui, level 3 tiếp theo sẽ là level màu đen mọi người ơi. Chọn cái màu của Siro luôn, màu cái màu đắt đắt. Tôi lùi luôn, không nhìn gì luôn. Ok, à tôi thấy cái hồ nước nè. Có tiếng rồng nè. Tính ra chỗ này dễ mà, tôi thấy cái hồ nước kìa. Cái này dễ, cái này okay. Dễ mà. Mọi người đứng vô đi. Ui, để xuống. Vô hồ nước nè. Tẩm. Ok, rồi tôi vô hồ nước rồi nha. Ôi. Ôi. Ê, bên kia tiếp tục là mấy con phù thủy kìa mọi người ơi. Đứng ngồi kế bên dưới nè. Đứng kế bên phù thủy là... Rồi xong luôn. Đứng kế bên phù thủy là phù thủy tấn công đó nha, không được đâu. Trời ơi, bên dưới này có gì không? Từ từ, tôi thấy kiểm tra coi bên dưới này có gì không. Ê. Ui. À, bên dưới nó có một mọi người ơi, mọi người ơi, ở bên dưới hồ nước nó có một cái tấm ván, mọi người đạp lên cái tấm ván đó là mọi người được dịch chuyển nha. Bên dưới hồ nước á mọi người, đó đúng rồi, qua đây đúng rồi. Ok rồi, qua nè, qua đây, qua đây cho mình cái gì đây. TNT nè, với lại là hột quạt rồi cái gì thuyền đồ kiểu, cái này để làm gì vậy? mọi người cứ lấy đi mọi người. Ok, tôi phải lấy để chế tạo sao. Ok, chế tạo gì vậy? TNT là đó là để đốt lên. Cái gì đâu, cái gì vậy? Ui, nổ nổ. Ui trời. Ủa? Ô phải. Khoan. Ủa vậy là Quyên rồi hả? Ủa Quyên rồi. Quyên rồi hả? Ủa sao dễ vậy? Chưa gì Quyên rồi. Ok rồi, chúng ta đến với màn tiếp theo nha mọi người nha. Rồi ok bạn ơi, chúng ta đến với màn tiếp theo nào. Thì màn tiếp theo của chúng ta sẽ là một cái màn gọi là kim cương đầy luôn các bạn. Các bạn nhìn nè, quá trời kim cương luôn. Mới đầu tôi tưởng cái này là mấy cái khối băng chứ ai dè đâu là kim cương các bạn ơi. Đó, giờ nhiệm vụ của mấy em bé Hero Team là phải nhảy xuống cái hồ nước bên dưới. Ờ tôi thấy hồ nước rồi. Tôi thấy hồ nước rồi, tôi nhảy xuống nha. Hồ nước nè mọi người, nhảy xuống mọi người ơi. Yes! Tôi xuống rồi. Xuống luôn rồi. Yes! Yeah, tôi xuống hồ nước nè. Ok. Vì tại động lực tôi vui xuống, tưởng gì vui xuống lắm được. Trời ơi, xuống phát được. Đó, thấy chưa, dễ hay quá, hay quá, tôi là Mimi nè. Có mình Mimi à. Ủa sao bà Mimi bà nhảy xuống cái là bà té chết vậy mọi người, ok. Rồi, ok, qua rồi, ok, rồi, màn tiếp theo. Rồi, bấm nút. Ok. Next level. Màn tiếp theo là gì đây? Qua bên đây. Next level. Màn tiếp theo sẽ là gì đây? À, rồng Ender, map rồng Ender mọi người ơi. Trời ơi, chỗ này coi. Ê, mình thấy cái nước kìa, cái nước có nước chút xíu mà nhìn, cái nước có nước chút xíu à, khó lắm nha. Ờ, tôi thấy có hồ nước kìa, bây giờ tôi sẽ chơi chiến thuật nhảy lên từng cái lớp. Ở dưới có băng nha, Đây, đây tôi thấy hồ nước kìa nè. Chúng ta có thể dùng chiến thuật này không? Đây, tôi chơi chiến thuật vậy, các ơi, tôi chơi chiến thuật kìa. Chiến thuật mới. Trời ơi, té chết rồi. Ok. Vậy đây, đánh ai vậy, thế này em. Tôi sẽ chơi chiến thuật là nhảy trên từng block mấy bạn ơi. Ok, tôi sẽ nhảy trên từng block. Con mẫu ơi, phòng ơi. Kệ anh. Vừa phải thôi nha. Ba lần đầu thôi. Là không được đâu. Chết luôn rồi, chưa gì nhảy xuống chết luôn. Ok. Hey, rồi. Đến đây thôi, còn lại là phải xuống này. Không được nữa đâu. Ôi, khó mà, cái này khó mà tại vì nó có một block nước à. Đây, tôi thấy. Anh chạy thôi chỗ này anh ơi, đây bị chạy chậm nè. Hơi. Trời ơi, tưởng qua được rồi. Ok, xuống luôn. Meme TV, cái TV. Không ơi, chỉ là cái chỗ đấy nhưng mà dịch chuyển xíu thôi, dịch chuyển nhẹ thôi là được á. Xuống được rồi, yes, xuống được rồi. Từ, để em nhìn coi. À đây, thấy nè. Rồi, xuống nè. Em chậm không? Không. Yes, ok. Đúng rồi. Qua được rồi. Quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn. Ok, màn tiếp theo nào. Trời ơi, qua được rồi, tôi tưởng là tôi bị kẹt ở đó. Game dễ quá. Ok, màn tiếp theo là gì đây? Khó nè. Hồ nước kìa, tôi thấy hồ nước kìa, dễ ẹt, khó chỗ nào. Qua đây. Tôi thấy hồ nước bên dưới kìa. Ok, tôi nhảy xuống nha. Rồi Siro nhảy chơi. Xuống xong Siro bóp hơi. Mình lại chơi chiến thuật của mình. Ui, một phát ăn luôn, ghê thiệt. Siro té à. Đừng chơi kiểu đó cay à. Dịch té rồi em chơi chiến thuật được. Người ta gọi là chiến thuật, các bạn đừng chơi hả nào. Gọi là chiến thuật mà anh trời. Làm ra map rubber, đấy các bạn thấy chưa. Chỉ có những người hay chơi dơ với nhau mới bên nhau thôi. Ví dụ như Camui. Trời ơi. Thôi kệ mấy người đó đi, giờ nhảy xuống nè. Ok. Ui trời ơi, dở ạt. Tôi nhảy xoang xuống một phát tôi win luôn, mấy người dở ạt. Ok, tiếp dịch. Win ơi. Cái gì vậy? Tôi vừa thấy Mr. Dịch đẩy Camui ra bạn. Ok. Ê, Soro té hoài luôn. Ok, Camui nè, có Camui. Nó cứ hồi trên đó trên không á, cái đầu xanh. Rồi, rô té nữa. Ok, tiếp. Nó đang hồi trên tao trên không các bạn. Ok. Rồi cứ nhảy từ từ xuống, mình là em bé chân mình lùng mà mình nhảy xuống từ từ hay không? Ông Dịch ông đứng ông chặn người ta. Chỗ khác nha, vì
nghiên cứu à đấy. Dạ, xuống rồi, xuống rồi. Nãy giờ người thắc mắc tại sao mình cứ canh hụt hoài. Mình đang là em bé mọi người ạ. Ok rồi, qua màn tiếp theo. Ôi, màn tiếp theo. Còn nè. Dưới còn đây sao? Lừa rồi. Lừa rồi. À đây, tôi thấy hồ nước kìa. Đây một phát ăn luôn nữa bạn. Coi tôi một phát. Trời ơi, nó vui vậy. Trời. Tính ra là còn một tí nữa tôi vô được hồ nước rồi đó mọi người. Ui, thua cái nhảy ra từ đầu luôn mọi người ơi. Thua một phát là nhảy ra từ đầu nha. Ok, từ từ, nhảy xuống đây. Ôi sao dưới nhìn thấy nó thua vậy? Ai biết. Dưới đây không có đèn luôn anh ơi, dưới đây không có đèn. Ok rồi, để tôi nhảy xuống nào. Hơi. Xuống nào. Trời, rồi xong. Nhìn chung mình nha, nhìn chung mình nhảy trước chung mình nha. Đâu dịch đâu. Nhảy chung cái tên mình là được. Nè, mình đứng làm điểm cho mọi người dễ nhảy à. Ok, từ đây em đi qua đây cho vậy. Bà dò từng cái một kìa. Chơi bất dạy. Ui. Bất dạy đâu ra trời ơi. Nhìn ra đây là sao dễ nhảy. Chơi toàn nhảy từng cột không. Đây. Mua cho dân kẹo. Đây em thấy dịch nè, để em xuống nè. Ui. Ủa lên không ơi. Ui. Yes. Quá được rồi. Yeah. Ui, ở dưới đó vui giờ em không thấy ai dưới đó. Đầu xong. Ok thôi, màn tiếp theo đi chó nhanh. Em qua màn rồi nè. Bỏ lại xin luôn. Ok. Rồi tiếp. Đây, thấy rồi. Mang lên nhiều kiếp cơ vậy? Mày này là mày khó sản. Ai đấm mình vậy? Mày đấm mình. À đây đây, thấy nè. Xuống nào, à quên. Nước ở xuống nào trời. Ôi, xuống dưới nó là mù, Ui, xuống dưới là bị mù luôn nha. Trời ơi, tôi giờ xuống dưới tôi bị mù nè. Ok, hôm giờ tôi không chờ ai hết á. Tôi qua mạng luôn, tôi win luôn. Ok, từ, để coi. Đây, bây giờ là tôi qua cái màn gì đang thui luôn. Giờ tôi thi đấu với Siro bạn ơi. Ok. Ui, cái này ảo vậy. Mù luôn. Trời, cái này ảo vậy rồi. Ui, cái này ảo này, cái này khó chơi này. Ok. Em qua được rồi nè. Ok, em tiếp nha. Tạm biệt mọi người nha. Qua đây. Ủa, phan tử. Ủa, mình quên là mà nó phải mở màn tiếp theo chứ sao nó không mở ta? Ủa, sao nó không mở màn tiếp theo kìa vậy? Thôi đập luôn đi. Ờ, dịch đập luôn. Dịch chơi. Chơi dịch đập luôn. Ra đi. Ok rồi, màn tiếp theo nè. Rồi ok, màn tiếp theo. Ủa, cái màn này nhìn khó. Ta nhìn thấy nước đâu? À nước ở giữa nha mọi người, nước ở giữa. Ở đây đi. Em thấy nước rồi nè. Ui. Ui. Mấy ngày trước nó mất cái đó, cái đầu xanh. Trời ơi, phải nhảy xuống thì cái cục kia nó mới biến mất nha. Không thôi là cục kia xuất hiện lại. Ok rồi, qua mày tiếp theo. Tiếp. Ok. Tiếp nè. Tiếp. Rồi mày tiếp theo nhờ dịch đập tiếp. Đập tiếp đi. Thôi, đập. Rồi mày tiếp theo là địa ngục nha. Ok, Hello Team xuống địa ngục nè. Ok, đây thấy hồ nước nè. Trời, cái này dễ ẹt. Trời. Lơ. À là mọi người phải nhảy vào lava chứ đừng nhảy vào nước, nhảy vào lava mọi người ơi. Nè có cái khối lava nè, nhảy vô cái lava mới được. Chết hết. Ôi nhưng mà cái cây cột nó che mất cái khối lava rồi. Đúng rồi. Mà vậy nó mới khó. Ơi ông Rom, ông ăn may rồi vậy. Ok. Cố lên. Rồi sao? Xuống hố lava xong chết luôn ba. Ok từ thôi tôi đi tiếp đây, tôi không để mấy người, tôi đi tiếp rồi. Anh em mình win rồi. Đi. Ok. Kính ra. Ra. Kính ra. Rồi, màn tiếp theo. Màn tiếp theo là ui dễ. Sao cái này mấy này dễ quá ta, tôi thấy nè. Lừa. Nó có cái gương, nó có cái gương lửa, nó có cái gương nha mọi người nha, coi chừng nha, né cái gương ra. Ok, yes. Đi ra. Tôi qua luôn nè. Tôi đi tiếp. Win luôn. Dễ game là dễ. Màn cuối vậy ơi. Đi nào. Ui, màn cuối là bảy sắc cầu vồng vậy đây. Đi qua. Ui, bảy màu luôn. Wow, bảy màu luôn mọi người ơi, đẹp dữ. Ok, nhảy xuống nào. Cái này đây. Ôi, lọt khe kính nha. Trời khó nha, cái này khó nha. Win. Ủa, sao dịch quá được luôn, dịch hay dịch. Ok, ây da, rồi xong chết. Bảy sắc cầu vồng. Ui, tôi qua được rồi, nhưng mà tôi vẫn bị quấn dính một cái thanh sắt. Ok, được. Hãy lọt qua bên cái kính này khó đấy. Cái này khó lắm luôn á. Ơi, tính ra lọt qua rồi nhưng mà nó vẫn bị dính cái cục khác chết mọi người ạ. Rồi, double nữa. Ok. Nó cậu bình phong chưa nhảy qua được nè. Ủa sao tôi đang là người đầu tiên mà tôi chuyển qua thành người cuối cùng luôn rồi phải không? Thôi, tại vì nó khó. Yes, ok. Yeah. Không, tôi nhấn nút là tôi thắng. Ok, tôi là người nhấn nút tôi thắng. Ok. Tôi nhấn nút chết.
Ủa sao nhấn nút chết vậy? Dưới đây. À, cho anh rồi. Lừa rồi. Trời ơi, lừa rồi. Dưới này cơ. Lừa rồi, trời ơi, cái này nó lừa chúng ta á bạn ơi. Ôi, cái gì mà nhiều đồ vậy? Gì nhiều kim cương? Nhiều giải thưởng gì? Lắc quá. Ok bạn ơi, nhiều kim cương, nhiều gọi là emerald, nhiều vàng quá, lắc quá. Bây giờ mình nghĩ rằng là bọn mình đã giành chiến thắng rồi. Chơi bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Chứ lắc quá bọn mình chịu không nổi. Ok, tạm biệt mọi người nha. Trời ơi, cũng may là máy tính của tôi là máy tính 200 triệu á mọi người. Chứ máy tính tôi mà yếu rồi, coi như là bị rắc game luôn rồi đó. Trời ơi, lắc quá thôi, tạm biệt mọi người, tôi đi đây. Kim cương với lục bạo ngập người luôn rồi.